Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện dịp trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cùng các lễ hội đầu năm 2024, Công an huyện Lang Chánh đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Theo đó, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Lang Chánh đã xây dựng kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên địa bàn. Đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Lang Chánh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, xây dựng và triển khai thực hiện tốt các phương án, kế hoạch đảm bảo trật tự công cộng, các điểm tổ chức lễ hội, nơi tham quan du lịch, các khu vui chơi, đặc biệt những ngày cuối năm và đầu năm mới, người dân thường đi lại nhiều, ngoài ra sẽ có các bữa tiệc tất niên, tiệc chào năm mới. Một số người dân đã sử dụng rượu bia nhưng vẫn tham gia giao thông, rất nguy hiểm dẫn đến nguy cơ tai nạn giao thông cao. Đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Lang Chánh đã tăng cường tuần tra kiểm tra nồng độ cồn của người tham gia giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm hạn chế tai nạn giao thông do người sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông gây ra. Ngoài việc đo nồng độ cồn, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Lang Chánh còn tăng cường lực lượng, phương tiện, tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm như đi quá tốc độ quy định, chở quá khổ, quá tải, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô điện, xe máy, dừng đỗ sai quy định. Trong hoạt động tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Lang Chánh kết hợp với công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và hướng dẫn quy tắc, kỹ năng tham gia giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Cùng với đó, xác định xử phạt nguội sẽ hạn chế sự can thiệp khi xử phạt vi phạm giao thông. Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an huyện Lang Chánh đã ứng dụng công nghệ, tập trung xử phạt nguội, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trật tự giao thông của người dân. Đặc biệt là trong dịp trước, trong và sau Tết, Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện sẽ tiếp tục tăng cường xử phạt nguội thông qua dữ liệu hình ảnh từ hệ thống camera giám sát tại các địa phương, phát động các tổ chức cá nhân cung cấp thông tin hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông. Với việc triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, Công an huyện tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe máy vi phạm, kiềm chế nguy cơ mất an toàn để mọi người, mọi nhà được đón Tết an toàn, trọn vẹn.